mất tiền, mất uy tín và niềm tin của những người thân thiết, và nhiều hơn thế nữa. Đó là những gì mà các nạn nhân của đường dây lừa đảo có quy mô và sự chuẩn bị kỹ lưỡng phải gánh chịu. Mô hình IBH là nhóm đứng ra kêu gọi hàng nghìn người dân tham gia đầu tư và được hưởng lãi suất cao hàng tháng. Bằng sự nhẹ dạ và tin vào những lời hứa hẹn sẽ có lãi suất cao, những nạn nhân còn mời gọi chính bản thân và gia đình của mình, để rồi vỡ mộng khi những kẻ lừa đảo đã tắt máy và không liên lạc được. Khi mà cô tin tưởng vào những cái lời hứa hẹn và của dự án ấy, thì khi đầu tư vào rồi thì có kêu gọi một số bạn bè, anh em, người thân trong gia đình đầu tư cùng. Đấy, xong đến sau khi cái sự việc nó xảy ra thì bây giờ nó rất là nhiều cái hệ lụy đưa đến cho mình. Tức là bạn bè trong gia đình thì những người trong gia đình thì còn không còn có cái độ tin cậy mình nữa. Cái thứ hai nữa là bạn bè thì mất hết cả tình cảm, chị em thì cũng mất đi tình cảm, và thậm chí có những cái người bạn mà chơi rất là thân, nhưng đến bây giờ bạn cũng quay lưng lại với mình. Hình thức tham gia rất đơn giản, người chơi chỉ cần nộp tiền Việt để mua tiền điện tử USD trên website dự án để tạo tài khoản giao dịch. Gói thứ nhất, nộp tiền để hưởng lãi suất. Người tham gia nộp từ 1.500 USD đến 150.000 USD với thời hạn 2 năm rút gốc thì sẽ được ngân hàng tự xưng IBH trả lãi suất lên đến 20% một tháng, tương đương 240% một năm. Gói thứ hai, người tham gia nộp tiền để tham gia mua bán các cặp tiền ảo trên không gian mạng, trong đó 30% số vốn nộp vào bảo hiểm, nếu lỗ thì sẽ được ngân hàng tự xưng IBH đền bù. Dự án được quảng cáo quá hấp dẫn, khiến hàng nghìn người không cưỡng lại được và vội vàng xuống tiền tỷ, dù không biết rõ mô hình này ở đâu và là của ai. Hiện tại thì là sau khi đầu tư ấy, thì là em có, thứ nhất là gia đình mình đầu tư thì đã rơi vào khoảng là 2 tỷ rưỡi rồi ạ. Thế sau đấy là mình đầu tư được một vài tháng thì bắt đầu là bạn bè mình cũng như là cũng mời cả người thân của mình đầu tư vào, thì cái tổng nó rơi vào, nếu mà con số mà gọi là cụ thể mà chuyển khoản trực tiếp ấy, thì nó rơi vào khoảng là hơn 4 tỷ. Sau khi mà đầu tư vào thì là một số, tức là người thân cũng như bạn bè ấy, đã mất tiền rồi. Thì trong khoảng một năm đầu tiên thì em cũng có là hỗ trợ. Chứ nói thật ra là mình lúc đấy mình mất rồi thì mình cũng rất là đau xót rồi. Thế nhưng mà thấy bạn bè và cũng như là mọi người mất thì là mình cảm thấy nó cực kỳ là có lỗi. Thế sau đấy thì em cũng có là thực ra là cũng hỗ trợ không phải là được nhiều, nhưng mà mỗi tháng là cũng gửi cho một số bạn bè cũng như là người thân là cũng có một số tiền đấy ạ. Những nạn nhân giờ đây chỉ còn biết cầm những tờ đơn đi gửi các cơ quan chức năng, thế nhưng vẫn chưa nhận được sự hồi âm nào, tiền vẫn không thể tìm lại được. Trao đổi với phóng viên báo điện tử VTC News, luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch cho rằng, nhóm người lập ra mô hình trên có dấu hiệu lừa đảo và cơ quan chức năng cần phải vào cuộc để xử lý. Còn cái việc khẳng định là nó có phải lừa đảo hay không thì cái này thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra, của viện kiểm sát và của tòa án. Tuy nhiên với cái nhận thức pháp luật của chúng tôi thì rõ ràng là gì? Các đối tượng này đã đưa ra các thông tin gian dối, đưa ra, lập ra các dự án ma, đưa ra các cái thông tin mà không đúng sự thật, không có dự án nào cả, không dự án nào về tài chính được Bộ Tài chính hay là được các cơ quan chức năng Việt Nam cấp phép để nhằm huy động tài chính để đầu tư. Mà đặc biệt là đầu tư tiền ảo là một trong những cái mà lĩnh vực đầu tư chưa được công nhận tại Việt Nam. Thế thì rõ ràng đây là thông tin gian dối, sau đấy nhằm chiếm đoạt tiền của những người nộp vào và sau đấy là gì, không trả lại, thì rõ ràng đây là thỏa mãn cái dấu hiệu của tội lừa đảo. Và với cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì chỉ cần với cái số tiền từ 500 triệu đồng trở lên thôi thì những đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo đã phải đối mặt với cái khung hình phạt lên tới 12 năm tù, 20 năm tù chung thân, tức là khung hình phạt cao nhất đối với cái tội lừa đảo là chung thân. Và chỉ với số tiền từ 500 triệu trở lên thôi thì những đối tượng này có thể bị xử lý nặng nhất là với chung thân, với hình phạt là chung thân theo quy định tại điều 174 của Bộ luật hình sự. Thế tuy nhiên là gì, rất ít các đối tượng bị xử lý, hàng nghìn tỷ nhưng mà lại rất ít các đối tượng bị xử lý theo quy định của Bộ luật hình sự. Người dân cần phải tỉnh táo trước những dự án bánh vẽ hứa hẹn lãi suất cao.
Hiện tại, cả nước có khoảng 240 sàn giao dịch tiền ảo, Fortress của hơn 100 đối tượng cầm đầu, có dấu hiệu không minh bạch, không đúng đắn. Mô hình sau có mối liên hệ liên quan đến mô hình trước.